Xem được không mà thấy mạng rất là chậm. Tôi thì chưa nhận, thường thường là chúng ta sẽ chờ YouTube có cái thông báo đây rồi để mình nghe cái âm thanh hình ảnh xem ổn chưa. Bên này thì mình nghe là ổn rồi. Đấy, mọi người vào xem nghe ổn chưa để chúng ta bắt đầu cái live stream luôn. Anh em nghe có rõ không? Anh em vào nghe rõ thì chia sẻ lên Facebook nhá, vì hôm nay mình muốn anh chủ nhà biết được cái thông tin này. Đó, mấy hôm trước thì tôi không có kêu gọi mọi người chia sẻ cái vấn đề của Lộc phụ hồ, nhưng mà hôm nay thì tôi kêu gọi mọi người chia sẻ rộng rãi lên Facebook cũng như những phương tiện khác để anh chủ nhà biết được cái thông tin này cho nó dễ. Chúng ta chia sẻ giúp tôi ít ít giây đi. Tôi là làm luôn vào vấn đề chứ, cho nên là chúng ta chia sẻ luôn lên Facebook cho tôi cái để chúng ta bắt đầu cái buổi live stream tối hôm nay. Thì xem cái hình ảnh những thứ ổn chưa, mọi người thấy rõ rồi, thấy mọi người nói rõ đây rồi. Chúng ta dành cho tôi ít giây chia sẻ lên Facebook nhé. Tôi muốn mọi người gửi cái thông tin này đến cậu chủ nhà để nắm được cái tinh thần. Rồi chúng ta bắt đầu đi. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm qua live stream tôi chào rồi nhưng đến khi xem lại live stream không thấy chào, nên hôm nay phải chào chắc ăn. Có sóng wifi chả hiểu nó thế nào, mình chào rồi nó lại không có, nên là hôm nay mình phải chào lại chắc ăn. Thế thì hôm nay mình đã lên gặp Lộc Phụ Hồ, gặp Thủy và đã cầm hợp đồng về đây. Thì mình nói cái ý kiến của mình trước, xong mình sẽ nói ý kiến của luật sư. Khi mà mình cầm được cái hợp đồng này mình rất là ngạc nhiên, bởi vì mình cứ tưởng là hợp đồng nó có chữ ký, nhưng mà hợp đồng hai trang đầu không có chữ ký. Hai trang đầu không có chữ ký và đến trang thứ ba thì mới có chữ ký của ba người. Đến trang thứ ba mới có chữ ký của ba người. Thì đấy là giấy tờ của bất kỳ ai thì đều phải ký từng trang một, chứ không có chuyện là trang cuối cùng mới ký như thế này. Vì nếu mà chúng ta ký trang cuối cùng thì những trang khác người ta có thể vứt đi, người ta có thể thay nội dung vào. Và nếu như vậy thì cái trang cuối cùng này nó chả có giá trị gì cả. Nó không có cái nội dung gì cả. Đấy là quan điểm của tôi. Tôi chưa nói đến ý kiến luật sư. Khi đang ngồi ở nhà Lộc thì tôi có ý kiến như thế. Còn những nội dung khác Lộc với Thủy hỏi tôi thì tôi bảo chờ ý kiến của luật sư, vì tôi rất là tôn trọng ý kiến luật sư. Cho nên là chúng ta thấy những cái livestream của tôi từ trước đến nay tôi không có chê, không có nói xấu, không có khen gì cậu chủ nhà cả. Tôi chả biết như nào để tôi nói cả. Khi mà tôi chưa có cái hợp đồng này trong tay là tôi không có bình luận. Đó, nhưng mà bây giờ mình có cái hợp đồng này rồi thì mình sẽ nói cái ý kiến của luật sư. Khi đang ngồi tại nhà của Lộc thì mình có gọi cho một luật sư. Thì luật sư đó nói là em đang ngồi trên xe để đi với khách để giải quyết một cái vụ gì đó. Thì tôi bảo anh gửi vào Zalo cho em, anh chụp, anh gửi vào Zalo cho em rồi tí nữa em xem cho anh. Thì cậu đấy bảo anh gửi để cho em đi. Mình gửi xong rồi thì mình cũng ngại cái thông tin là nó đến mọi người. Thì mình gọi lại, mình bảo em giữ bí mật cho anh, đừng có đưa cái hợp đồng này cho ai nhé. Thì cậu ấy bảo anh yên tâm, em làm việc lúc nào cũng giữ bí mật cho khách hàng. Rồi mình phải chờ, bởi vì mình tôn trọng ý kiến của luật sư, mình phải chờ. Mình chờ đến chiều vẫn chưa thấy gọi cho mình rất là sốt ruột. Thế là thực ra thì mình muốn chờ ý kiến của luật sư thì như mình đã nói, mình quen nhiều nhưng mà mình không muốn làm phiền nhiều người. Thế mình chờ mãi đến chiều chưa thấy gọi cho mình, thế là mình lại gọi điện cho một người khác, không phải là luật sư mà là chuyên gia về luật. Mình gọi thì cậu ấy bắt máy và trả lời luôn về vài vấn đề. Và tôi cũng chụp cái hợp đồng để gửi cho cậu đấy, gửi cho chuyên gia về luật. Thì chuyên gia luật trả lời như thế này đấy, để có cái để chúng ta nghe cho nó cụ thể, chứ còn mình nói có sách mách có chứng, cái tính mình là không thích nói linh tinh, cái gì nó cũng phải trên một cái cơ sở luật pháp. Mình chụp mình gửi xong
thì cậu ấy gửi lại như này, tại vì hai anh em thân thiết, mặc dù cậu là chuyên gia về luật luôn á, nói chung là chuyên gia, mình nói ra thì có thể cũng nhiều người biết. Cái anh em thân thiết cho nên cậu gửi cho mình như này, cậu bảo hợp đồng chẳng biết ký ở đâu, chẳng căn cứ vào cái gì cả, có thể căn cứ vào điều 7, cụ thể là 7.1 để chấm dứt. Lý do không thống nhất về ý tưởng, không thống nhất nội dung hoặc bị ép buộc, tức là không thích hợp tác nữa thì thôi. Lộc có thể lên YouTube báo rõ nội dung hợp đồng cũng như thông báo việc thanh lý hợp đồng chấm dứt hợp tác. Thế thôi. Thế thì tôi đọc tôi thấy buồn cười ở chỗ là cậu này trả lời rất nhanh, những người khác còn đọc đọc cái cậu này có làm đúng là chuyên gia là phát một trả lời luôn. Và cậu ấy bảo hợp đồng chẳng căn cứ à, chẳng biết ký ở đâu, thì tôi nghĩ là chắc là cậu bảo không biết là ai tư vấn cho ký ở đâu mà ký như này hay sao cậu ghi như thế, thì tôi nghĩ là có thể như thế. À, tiếp theo thì để cho nó yên tâm cho luật đó, à, cho Lộc mình cũng hỏi nhiều thứ, mình hỏi tiếp là nó cậu đó đòi kiện Lộc liệu có kiện được không chú, thì cậu đấy trả nó về chấm dứt thanh lý hợp đồng bình thường này nhá, tại vì anh em thân thiết cho nên là cậu viết rất là câu chữ rất là vui. À, mình nói là cảm ơn em nhiều. Vấn đề Lộc có phải bồi thường gì cho cậu đó đó không? Lộc đơn phương Lộc chấm có dứt phải được. bồi thường gì? Đừng có mở tiếng bên đấy, ngắt đây này đi. Lộc đơn phương chấm dứt hợp đồng luôn chứ? Thì chuyên gia trả lời như này. Chuyên gia nhưng vì thân thiết cho nên là chuyên gia trả lời này, chẳng phải bồi thường gì khi không có thiệt hại gì xảy ra. Cậu kia góp khoảng 40 triệu thì đã được phân chia lợi nhuận, giờ không hợp tác nữa cần thiết trả lại nó mà cũng chẳng phải trả vì đã góp rồi. À, tôi hỏi tiếp, Lộc quay nhiều video hàng tháng có lấy kinh phí của cậu đấy về thì ăn chia 40-60. À, chuyên gia trả lời à, nó mất gì mà đòi bồi thường, chi phí bỏ ra để hưởng lợi nhuận, làm nội dung nó không làm nữa thì thôi, thằng kia là thằng bỏ vốn, giờ không không dùng nữa thì chấm dứt. Tôi hỏi tiếp, anh có thể nói à, cái này à, tôi hỏi hai hai tôi hỏi nó riêng tư giữa hai anh em, tôi không không, không có đọc ra. Bên nào, đây là tôi hỏi tại vì có một chỗ cái riêng tư tôi nhắn với cậu cho nên là tôi không muốn đọc ra đây. Về cái chuyện mà Lộc bị kênh của Thủy bị re-up thì mình cũng có hỏi một số chuyên gia về YouTube. Bởi vì tôi cũng rất may mắn là học trò của tôi cũng khá nhiều người có tiếng trong YouTube, nhưng mà quý vị các bạn có lẽ là cũng chưa biết là học trò của tôi, nhưng không sao. Nên tôi cũng có vừa học trò vừa người quen làm YouTube, gọi là cũng có thể nói là có tiếng tăm đấy, hay là nói vui vui là có số má đấy. Thì tôi cũng có hỏi về cái chuyện của Thủy, nhưng mà đây tôi đang nói về chuyên gia luật, đang nói về cái vụ đó đây. Thế còn cái chuyện mà điều điều này nhé, cái điều mà hợp đồng, cái điều này này, bồi thường hợp đồng hợp à, thời hạn hợp đồng ở cái điều 2 á, ở cái điều 2 ghi là hợp đồng này có thời hạn vĩnh viễn, thì đây là chuyên gia về luật dùng một cái từ rất nặng mà tôi không muốn nói lên, tôi sẽ cố gắng nói tránh đi bởi vì nói lên thì nó nghe nó rất là khoái tai nhưng mà nó rất là nặng.
tôi sợ là ảnh hưởng đến YouTube cho nên là tôi không nói lên cái từ này, nhưng mà tôi sẽ nói khác đi một tí cho nó nhẹ đi một tí. Có nghĩa là trong cái xã hội hiện đại bây giờ thì không được phép dùng cái hợp đồng, không được phép dùng cái từ hợp đồng có thời hạn vĩnh viễn trong một cái xã hội văn minh hiện đại bây giờ thì sẽ không có cái từ đó. Để tôi nói khác ấy, còn cậu nói nặng lắm. Bất công. Cậu dùng một số từ khác rất là nặng nhá, tôi không muốn nói ra đây, nhưng mà nói thì chắc chắn là đúng về luật thôi, nhưng mà YouTube có những cái nguyên tắc cộng đồng kỳ lạ lắm, nghĩa là mình dùng những cái từ không cẩn thận nó lại rách việc. Đây tôi đọc đến chỗ nào rồi. Đây. Kết thúc. Cậu ấy nói với tôi như này: đến vợ chồng khi không đạt được mục đích hôn nhân thì pháp luật vẫn cho phép ly hôn. Ông kia còn cao hơn pháp luật, đứng trên pháp luật. Cậu ấy làm ba cái hình người đeo kính đen. Đấy, thì đây là tôi nói chuyện, một cuộc nói chuyện của tôi cùng với một chuyên gia về luật. Sau đó thì tôi cũng muốn biết là tại sao luật sư kia tôi gửi là cũng rất thân với tôi. Tôi gửi cho từ sáng mà đến chiều chưa thấy gọi cho tôi. Thì tôi gọi lại. Thì luật sư kia trả lời: anh ơi, em vẫn đang trên xe ô tô, vẫn đang đi để giải quyết công việc với khách hàng. Nhưng mà em nói với anh luôn, tại vì em định đến tối về thì em gọi cho anh, nhưng mà anh gọi rồi thì em nói luôn là cái hợp đồng này ấy, nó chẳng có giá trị. Hợp đồng hợp tác thì không thích hợp tác nữa thôi. Đây là luật sư nói nha, không phải là tôi nói. Đấy, đấy thì đây vì qua điện thoại nên là mình nói nhiều mình không nhớ. Còn cái lúc nãy là hay, cái là hai anh em nhắn tin, nhắn đi nhắn lại cho nên nó có trên điện thoại. Có trên điện thoại cho nên là mình đọc được cho mọi người nghe. Nó hay ở chỗ đó. Đấy, cho nên thì chúng ta đã nghe được ý kiến của luật sư rồi. Tôi thì từ hôm đấy giờ không khen, không chê gì cậu chủ nhà. Nhưng hôm nay tôi cho cậu một lời khuyên. Thôi, dừng lại được rồi. Dừng lại được rồi. Tôi khuyên cậu chân tình là dừng lại được rồi. À, còn lúc sáng thì tôi có nói với Lộc á, có những cái đối tác nó nợ tôi đến 500 triệu. Mà kiện là tôi thắng, mà tôi còn không kiện. À. Còn Lộc bây giờ kiện thì Lộc cũng thắng. Nhưng mà thôi hai anh em dừng lại đi. Đấy, dừng lại được rồi. Chúng ta thấy từ hôm đến giờ tôi không hề nói một cái gì không có căn cứ cả. Nghĩa là cái tính của tôi, thứ nhất là tôi học luật, thứ hai tôi là một người dạy võ. Nói cái gì nó phải chính xác. Đấy, chứ không thể là phét láp được. Cho nên nếu ai mà đã từng xem những cái live stream khác của tôi trước đây nói về các cái võ sư thì sẽ hiểu. Những ai học võ thì sẽ hiểu. Còn tôi lúc sáng tôi cũng có tâm sự, tôi là một tổng giám đốc thì tôi cũng có những hợp đồng ràng buộc với các giám đốc chi nhánh rất là chặt chẽ. Thế nhưng vẫn có những giám đốc chi nhánh vi phạm. Và tôi là hàng tháng thì tất cả chi nhánh phải chuyển tiền về trụ sở công ty. Tài khoản của công ty chỉ có một thôi, tất cả chuyển về đó. Và tôi sẽ là người ký séc để chuyển cho các chi nhánh. Xin lỗi quý vị. Tôi là người ký xét cho nên là nếu mà chi nhánh vi phạm tôi có thể trừ tiền luôn, tôi cắt tiền luôn. Nhưng tôi vẫn không làm vậy bởi vì trên hết vẫn là tình người. Chi nhánh có sai phạm rõ ràng luôn. Đó, sai phạm ở chỗ là tôi cấp cho một số chi nhánh con dấu đỏ của công ty. Có con dấu nào ở đây không nhỉ? Mấy cái dấu hôm trước. Dấu công ty mình để đâu hết rồi mấy. À, chả cần phải thách thì mọi người cũng biết hết, báo chí truyền hình làm mình mọi người cũng biết rồi. Thì tôi cấp cho mỗi người một con dấu đỏ như này để người ta làm hợp đồng. Nhưng mà có người giám đốc công ty á, là ký hợp đồng với khách hàng thu tiền rồi nhưng không báo với tôi mà lấy cái tiền đấy bỏ túi luôn, không xuất hóa đơn cho khách hàng. Như vậy rất là sai, không những là sai với công ty mà còn vi phạm cả pháp luật. Đấy, nếu phạt tôi thừa sức phạt, tôi là người nắm đằng chuôi, tôi là người cầm tiền. Nhưng mà tôi chỉ răn đe và nhắc nhở thôi. Bởi vì quý vị biết này, tôi thu phần trăm các chi nhánh có 5%, rất là ít, không đủ chi phí. Sau đó tôi phải họp các chi nhánh lại nâng phần trăm lên là 7%.
Thực ra chủ yếu là giúp anh em có công ăn việc làm thôi, kiếm tiền trả được. Sau đó thì tôi rất nhiều lần, nhiều năm họp, bàn giao cho người khác làm tổng giám đốc, nhưng không ai dám làm, tôi vẫn phải làm. Phải hiểu như thế, và tôi mong rằng cậu chủ nhà cũng hiểu như vậy. Dừng lại được rồi, đừng có làm mọi chuyện nó trở nên xa hơn nữa. Và cũng hãy tôn trọng, không những là tôn trọng Lộc mà tôn trọng cộng đồng mạng. Sức mạnh của cộng đồng mạng khiếp lắm, cậu đừng có đùa. Còn cậu có nhắn tin theo kiểu như kiểu không biết là dùng cái từ dọa Lộc thì có đúng không, nhưng mà có nhắn tin cho Lộc một số cái, thì Lộc có nói với tôi, may không tôi quên mất cái này, để tôi nói cái này trước này. Lộc có nói với tôi là khi chú livestream network á thì đang còn hơn 400 đô. Nếu anh lấy được, và chắc có thể là lấy được, nếu anh lấy được thì tiền đó để cho anh. Em không có lấy. Đó là Lộc bảo tôi nhắn với cậu chủ nhà như thế. Thế tôi cũng không muốn là nói chung Lộc có với Thủy thì có tâm sự với tôi một số thứ, nhưng mà tôi cũng không muốn nói ra, vì tôi muốn tôi cố gắng hơi dừng lại đi cho nó êm đẹp. Lộc, đúng ra là tối hôm nay tôi có một cuộc hẹn, không thực hiện cái livestream này được. Nhưng vì hai lý do tôi phải livestream. Cái thứ nhất là Lộc muốn biết các cái thông tin. Tôi thì đã điện thoại nói với Lộc rồi, nhưng mà khi tôi cầm điện thoại á thì các cái tin nhắn này nó nằm trong điện thoại, mình gọi điện mình không có đọc hết được, cho nên là mình livestream để mình nói luôn. Đó, với thứ hai nữa là mình cũng muốn cộng đồng mạng biết rõ về cái việc này luôn, chứ không rồi là mệt đầu phải suy nghĩ về 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 cái chuyện này, bởi vì trên mạng nói lung tung, bình luận lung ta lung tung, mỗi người nói một kiểu, làm cho nhiễu thông tin. Rồi nếu cái này nhá, tôi tâm sự một tí, nếu tôi không gặp Lộc thì có thể tôi cũng tưởng là cậu chủ nhà đúng, nhưng khi tôi là gặp Lộc thì suy nghĩ của tôi nó khác. Nếu tôi không học Lộc, có khi vớ vẩn mình lại còn tìm Lộc mãi mà không được, có khi mình còn bênh chủ nhà bởi vì mình không biết được sự thật nó như thế nào nên rất là khó. Nhưng khi mình biết được sự thật rồi nó khác, bởi vì sao? Bởi vì tôi là một doanh nhân, tôi rất là tôn trọng những người mà giúp công ăn việc làm cho người khác. Thế, đấy, nếu cậu này thực sự cho ra được các ý tưởng kiệt xuất để giúp Lộc thì cái chuyện hưởng 30-40% là chuyện có thể chấp nhận được. Nhưng chính cậu ấy thừa nhận trên kênh YouTube của cậu ấy là Lộc là một người rất thông minh và có những ý tưởng rất tuyệt vời. Đấy là chính cậu ấy thừa nhận mà tôi nghe thấy. Cái thứ hai, tôi có hỏi Lộc về một số cái bạn gái mà Lộc đi quay ở Bến Tre, ở Hà Nội vân vân. Thì Lộc có trả lời tôi là đấy là bạn của cháu. Còn Trân Trần thì là quen anh chủ nhà trước, nghĩa là coi như là bạn của anh chủ nhà. Đấy là Lộc trả lời. À, thì qua những cái chuyện nói chuyện, thực ra Lộc đúng là một người nông thôn, không có được, máy của Lộc tắt máy, nhắn tin cho người hai người trên Facebook không trả lời. Mình có lòng tự trọng của mình chứ, nhưng mà với một cái tình cảm, với một cái danh dự mình vẫn đi tìm, chứ nếu là việc khác có khi mình thôi đâu, bởi vì mình là một tổng giám đốc, một người nổi tiếng chứ không phải một cái người mà vô danh tiểu tốt. Tiếng tăm của tôi thì báo chí truyền hình làm rất nhiều, quý vị các bạn biết rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Đấy, thì tôi có những cái tâm sự như thế. Hy vọng là quý vị các bạn gửi cái video này tới bạn cậu chủ nhà, và mong cậu hiểu được, dừng lại được rồi. Theo tôi là dừng lại được rồi. Còn tiến xa hơn nữa, tôi nghĩ là thiệt hại sẽ là về cậu chứ không phải là Lộc phụ hồ, nếu mà tiếp tục tiến xa hơn nữa. Còn quyết định dừng lại như thế nào thì tùy giữa hai người. Pháp luật chúng ta đã rõ, tình cảm cộng đồng mạng dành cho Lộc chúng ta đã rõ. Tất nhiên cũng có những người ủng hộ cậu đó, nhưng mà cũng có thể người ta không hiểu, người ta không người thì người ta ủng hộ thế thôi. Ngay cả tôi lúc đầu tôi cũng nghĩ là phải có người giúp đỡ thì Lộc mới làm được như thế chứ. Và ngay cả tôi cũng thế nhá. Ở Nha Trang người ta mời tôi đi chơi golf các thứ, rồi có một phó giám đốc ngân hàng đến hỏi tôi là ai chống lưng cho anh mà anh làm được như vậy. Tôi nói là làm gì có ai chống lưng cho anh, nó tìm cách diệt mình còn không được nữa, ai chống lưng cho mình. Cho nên là một số người vào YouTube không hiểu tôi, cứ bình luận bậy bạ với cả nói theo kiểu này kiểu nọ, thì nên nhớ cái tính cách của tôi như này này. Nguyễn Viết Hòa đã thích là làm và làm đến cùng, đấy là tính cách của tôi. Còn không thích thì thôi, ai xui không thèm làm, còn đã thích thì có cản không được. Đó là tính cách của tôi, cho nên có cản bằng thừa. Cái tính của tôi không phải là bây giờ tôi mới nói đâu, mà ai cứ xem
các cái chương trình truyền hình, báo chí viết về tôi từ trước nay là hiểu à, tính cách của tôi là vậy đó, thích là làm đến cùng, có cản bằng thừa, thậm chí càng cản càng làm, càng nói càng làm, đó là tính cách của tôi. Cái thứ hai là gì? Đã không thích thì có xui tôi cũng chả thèm làm, đấy là cái tính cách của tôi, còn đừng có nói bậy. Thôi chắc là cái buổi hôm nay thì live stream như vậy cũng khá rồi, cũng rất là nhiều người vào xem, hiện tại là 3.400 người xem. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem cái buổi live stream này. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Còn một số người có nhờ tôi ở một vài lĩnh vực khác thì để tôi xem là luật sư có giúp được không. Vì tôi không phải là luật sư, tôi có học luật nhưng mà tôi không có đi theo luật. Đấy, cơ duyên mình được học luật là cũng là một cái cơ duyên để mình quen với các luật sư. Còn mình mới lộc như thế là cũng có duyên để gọi là có duyên để gặp rồi. Đấy, như vậy cũng là rất là vui. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái live stream cũng như những video tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và các bạn.